Ngày xưa, ở làng nọ có chàng trai tên Di, mồ côi nghèo khó, đã ngoài 20 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Chuyện này tôi không đồng ý. Cậu Di à, người làng với nhau, tôi cũng biết cậu là người tốt, nhưng gia cảnh của cậu nghèo khó, cha mẹ thì đã mất cả, chẳng có ai để nương tựa. Nếu lấy cậu, tôi sợ là con gái tôi sẽ vất vả. Tuy cậu Di gia cảnh có chút khó khăn, nhưng cậu ấy là người thật thà đôn hậu, làng trên xóm dưới ai cũng biết cả. Tôi không thể để con gái của tôi sống trong cái nhà lụp xụp của cậu được. Mời cậu và bà về cho. Sao cơ? Bà muốn mài mối cho con gái tôi, lấy cái thằng nghèo kiết xác lại còn lười chải thầy đó sao? Chuyện này không thể nào. Cậu ấy tuy nghèo nhưng được cái hiền hậu, con gái ông sẽ không thiệt thòi đâu. Không thiệt thòi sao? Cậu ta thân cô thế cô, không người thân thích, nghèo nhất cái làng này, có cái nhà trong còn chẳng bằng cái chuồng lớn nhà tôi. Đã vậy cậu ta còn chẳng chịu làm lụng, suốt ngày trông chơi. Không đời nào tôi cho con tôi lấy người như vậy. Mà tôi có đồng ý đi nữa thì con tôi nó cũng chẳng chịu đâu. Những đám phù hợp tôi đều đã gửi lời giúp cậu rồi, nhưng mà không có ai đồng ý. Họ đều chê tôi nghèo đúng không? Cũng chỉ là một phần thôi. Tôi cũng biết mà, cha mẹ mất sớm, lại chẳng có ai thân thích để nương tựa, mặt mũi cũng chẳng ưa nhìn. Cái số tôi đã vậy thì đành chấp nhận thôi. Cậu Di, hôm nay tôi ra đồng cuốc nốt mảnh ruộng để trồng khoai, cậu có đi cùng không? Đã đến ngày là ta trồng khoai đâu mà anh vội vã vậy? Để mấy hôm nữa đi cuốc ruộng cũng được mà. Giờ này mà cậu vẫn còn nằm đấy à? Mặt trời sắp lên bằng con sào rồi đấy. Tranh thủ mấy hôm nay rảnh thì đi cuốc ruộng, lỡ đâu mai kia có người thuê mình đi làm gì thì cũng rảnh tay rảnh chân. Ôi trời, em đang nẫu hết cả ruột, chả có tâm trạng nào mà đi cày cuốc đâu. Cậu thì ngày nào mà chả tâm trạng, thế lại có chuyện gì? Cái số em đúng là khổ anh ạ. Đã nhờ người mai mối, đi hỏi mấy đám rồi mà chẳng ai chịu cưới em cả. Người nào cũng chê em nghèo khó lại côi cút. Cậu đã nhờ ai đi nói chuyện vậy? Thì em nhờ bà Đào, bà Mai giỏi nhất làng mình. Nhưng đã đi tới mấy nhà rồi vẫn không thành chuyện. Số em chắc không lấy nổi vợ mất thôi anh ơi. Người ta chê em nghèo, không nơi nương tựa, em mồ côi từ nhỏ, tứ cố vô thân, em cũng chẳng dám mong chờ gì nữa. Sao cậu lại nói mãi những lời nhục chí vậy? Hay là cậu đến chỗ cụ Thừa, hỏi cụ xem có cách nào giúp cậu không? Đến tìm cụ Thừa ấy à? Việc này làm sao cụ ấy giúp được em? Thế là cậu chưa biết rồi. Cụ Thừa làng mình không phải người thường đâu. Ngoài giỏi nghề y ra, cụ ấy còn biết phép lạ nữa đấy. Từ bé anh đã nghe người lớn trong làng nói, cụ Thừa biết phép lạ do tổ tiên truyền lại, nhưng cụ không dễ dàng cho người khác biết đâu. Làng ta nhiều người gặp vấn đề đến nói chuyện với cụ, nghe theo lời khuyên của cụ mà đều giải quyết được hết đấy. Năm xưa quan phủ của chúng ta bây giờ thi mãi không đậu, đến xin cụ Thừa làm phép. Cụ dặn làm theo lời cụ chắc chắn đỗ đạt. 3 năm sau ông ấy đi thi lại thì đã đậu, giờ đã làm đến chức quan phủ rồi còn gì. Chuyện này em cũng có nghe nói, nhưng chuyện của em là do người ta chê em nghèo, cụ làm sao giúp em được chứ? Thì cậu cứ sang nói chuyện với cụ xem sao. Anh nghe nói cụ có loại bùa yêu rất hiệu nghiệm. Bùa yêu hả anh? Anh nghe nói thế thôi, chứ không rõ thực hư thế nào. Cậu cứ sang hỏi xem cụ có cách nào giúp không. Vâng, để em qua nhà cụ ngay đây. Dạ, cháu chào cụ ạ. À, cậu gì đây à? Mời cậu vào uống nước. Có chuyện gì mà cậu lại đến đây? Dạ, cháu có chuyện muốn nhờ cụ ạ. À, cậu nói thử tôi nghe, nếu giúp được tôi chắc chắn sẽ giúp. Dạ, thú thật với cụ, cháu này đã đến tuổi thành lập gia thất, nhưng mãi mà cháu vẫn không tìm được ai ạ. À, người nào cũng chê cháu gia cảnh nghèo khó đơn chiếc, cháu không có của cải, ruộng vườn cũng ít, đã vậy mặt mũi cũng chẳng ưa nhìn. Cháu nghe người lại nói cụ có thể làm bùa yêu, liệu cụ có thể giúp cháu làm một lá bùa được không? Bùa yêu à? Cậu muốn dùng bùa đó để lấy vợ sao? Dạ vâng ạ.
chứ giờ cô nào cũng chê ba cháu đủ đường, có cô nào chịu lấy cháu đâu ạ. Tôi còn lạ gì con người cậu ở cái làng này nữa, người ta chê cũng có lý do cả đấy. Cơ mà nể tình cậu đã đến tận đây nên tôi sẽ giúp. Ôi, thế là cụ có bộ yêu thật à? Cụ đồng ý giúp cháu à? Mùa này đảm bảo linh nghiệm, có trong tay thì các cô có khi tranh nhau làm vợ cậu ấy chứ. Được thế thì còn gì bằng ạ? Cụ cho cháu xin mùa ấy luôn đi ạ. Mùa thì có nhưng chưa đưa ngay được. Trước hết cậu phải làm theo đúng lời tôi nói đã. Cậu có làm được không? Vâng, cháu nhất định nghe lời cụ ạ. Cụ nói sao? Làm theo lời cụ trong 3 năm hả? Phải, nếu cậu làm đúng theo lời ta dặn, ta đảm bảo sẽ đưa bùa yêu cho cậu. Được, cháu sẽ y lời cụ dặn ạ. Ôi trời, cậu Di, chuyện lạ gì thế này? Tôi qua nhà không thấy cậu đâu, còn tưởng cậu đang nằm ngủ. Nào ngờ cậu đã ra đây từ khi nào vậy? Chúng ta phải chuẩn bị cho mùa khoai tới mà. Từ nay anh sẽ không thấy em ngủ lười nữa đâu. Ba năm sau. Cháu chào cụ ạ. À? Ồ, cậu gì đến đây sao? Đã lâu mới gặp cậu. Dạ vâng, mới đó đã 3 năm rồi ạ. À? 3 năm sao? 3 năm gì? 3 năm trước, cụ đã nói cháu phải làm theo lời cụ dặn, rồi cụ sẽ giúp cháu làm bùa yêu ấy ạ. À? À, tôi nhớ rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Cái hẹn 3 năm với cậu chớp mắt đã tới rồi. Nào, vào đây, kể tôi nghe 3 năm qua cậu đã làm những gì. 3 năm qua cháu không khi nào quên lời cụ dặn. Tôi đã dặn cậu những gì ấy nhỉ? Cậu nhắc lại tôi nghe xem nào. Dạ, cụ dặn cháu phải siêng năng, không lười biếng, tiết kiệm tránh phí hoài. Vậy 3 năm qua cậu đã làm theo đúng như thế chưa? Dạ, cháu đã làm như cụ nói. Mỗi ngày đều siêng năng làm việc, chỉ chi tiêu những thứ cần thiết, chứ tuyệt nhiên không dám phung phí. Nay cuộc sống của cháu đang ngày càng tốt lên rồi. Thật vậy sao? Tốt lắm. Vậy được rồi, giờ tôi sẽ làm phép giúp cậu làm bùa yêu, chắc chắn cậu sẽ kiếm được vợ. Dạ, từ 3 năm trước cô đã ban phép cho cháu rồi, giờ không cần nữa đâu ạ. À? Cậu nói thế là sao? Tôi đã ban phép cho cậu rồi ư? Lời cụ nói với cháu hôm đó chính là phép lạ. Khi đó cháu bế tắc, không biết mình nên làm gì. Lúc nào cũng chỉ than trời trách đất, số mình hèn, nên ai ai cũng coi khinh mãi mà chẳng lấy được vợ. Nhưng cụ đã nói cháu phải chăm chỉ và tiết kiệm. Giờ cháu mới nghiệm ra, quả đúng là đời người chỉ cần làm đúng theo những chữ này thì chắc chắn sẽ hái được quả ngọt. Mấy ngày nữa cháu sẽ thành thân, vợ cháu là con gái nhà bà Đào ở cuối làng cụ ạ. Con gái cô Đào hả? Thế là cháu Lan rồi. Tôi biết con bé từ nhỏ, vừa đẹp người lại đẹp nết lắm. Dạ chứ, Lan đúng là cô gái rất tốt à. Anh nghỉ tay ăn trưa đi. Sao trời nắng thế này mà em còn mang cơm cho anh làm gì cho chất giả ra? Em có vất vả gì đâu. Thửa ruộng này rộng quá, một mình anh chắc sẽ không làm xong được trước khi trời tối mất. Để chiều để em làm cùng anh. Không cần đâu, một mình anh dư sức làm mà. Em làm cùng anh xong sớm rồi hai ta về sớm. Thấy chồng sắp cưới của mình vất vả, em sao lại chỉ đứng nhìn được. Vậy là cậu không cần đến bùa yêu của tôi nữa rồi. Bây giờ cháu mới hiểu ra, trên đời làm gì có bùa phép. Những lời cụ nói với cháu là những đạo lý ở đời mà cháu không tự nghiệm thấy. Nay cháu làm theo lời cụ, cuộc sống của cháu quả đã thay đổi hệt như có phép lạ. Vậy là cậu đã hiểu được ý tôi rồi đó. Năm xưa tôi biết cậu hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đều đã qua đời, nhưng bản thân cậu cũng là một người lười biếng có tiếng. Thế nên tôi đã dặn cậu phải siêng năng. Nếu cậu chăm chỉ làm lụng thì chắc chắn cuộc sống sẽ khá lên.
May mắn là cậu đã làm đúng theo lời tôi nói. Phép lạ chính là đến từ sự nỗ lực của bản thân cậu mà thôi. Trên đời không có phép lạ, cũng chẳng có bùa ngải. Mỗi người chỉ cần biết mình nên làm gì thì tự khắc những điều mong muốn sẽ đến. Vị chủ tịch mới. Đây là phần các anh thưởng cho em. Dạ, em cảm ơn các anh. Hôm nay nhà hàng em có gì sơ suất, mong các anh cứ góp ý. Chúng em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. À, tụi anh rất hài lòng, nhất là thái độ phục vụ của bên em. Em lại xinh đẹp thế này, tụi anh ăn lại càng thấy ngon miệng hơn. Cảm ơn các anh đã có lời khen. Sự hài lòng của khách hàng chính là động lực để chúng em cố gắng mỗi ngày. Nếu có dịp, hy vọng các anh sẽ quay lại nhà hàng bên em nữa. Tất nhiên chứ, chắc chắn là quay lại. Nhưng nhớ là lúc đấy phải em phục vụ đấy nha. À, dạ, em luôn sẵn sàng ạ. Cậu lại được tiền bo đấy à? Sướng thế. Hai vị khách này VIP lắm, bo hẳn cho tới 1 triệu này. Cậu may mắn thật đấy, phục vụ tốt khách nào cũng được tiền bo, lại toàn khách VIP, lương đã cao còn thêm tiền thưởng nữa, thật là hết nước chấm. Tớ cũng công nhận mình may mắn thật. Nói chung may mắn nhất vẫn là được làm trong nhà hàng sang xịn mịn number one này. Khách hàng lui tới tiệm chúng ta chủ yếu là người giàu có, nên chúng ta cũng hên theo. Nhưng trong tất cả các nhân viên, cậu vẫn xuất sắc nhất, bọn mình ngưỡng mộ lắm. Ôi, cậu làm mình vui quá. Mình nghĩ mình sẽ cố bám trụ ở đây thật lâu. Cậu lo gì, hình thức thì quá ổn, khách hàng cũng thích cậu phục vụ hơn đấy. Chắc chắn cậu sẽ bám trụ tốt ở đây. Cũng phải, vị trí của mình khá vững chắc ở đây. Đó là nhờ khí chất, dáng người của mình ưu thế hơn mọi người. Mình cũng tự thấy thật hãnh diện, tự hào khi được làm ở nhà hàng xa hoa này. Tháng này, cơ sở chúng ta lại tiếp tục vinh danh Kim Lan, nhân viên xuất sắc của nhà hàng. Nhờ sự nhiệt tình khéo léo, Kim Lan đã giữ chân được rất nhiều khách VIP quay lại nhà hàng chúng ta. Dạ, em cảm ơn ạ. Chúc mừng Kim Lan. Kim Lan lại được lãnh thưởng rồi. Sướng thế. Cố gắng phát huy nhé Kim Lan. Dạ vâng, thưa anh, em luôn cố gắng ạ. Mọi người hãy noi gương theo Kim Lan. Cô ấy ngoài ưu thế về hình thức, còn rất khéo léo, biết chiều khách. Vâng ạ. Nếu làm tốt, tôi nhất định sẽ đề xuất với chủ tịch mới tăng lương cho cơ sở chúng ta. Tôi nghe nói vị chủ tịch mới rất hào phóng, ngày ấy thường xuyên có thêm các chính sách khích lệ nhân viên nữa đó. Ồ, tuyệt vời quá. Chúng ta sắp được chào đón chủ tịch mới rồi. Đúng vậy, ông ấy sẽ sắp xếp đến thăm cơ sở chúng ta một ngày gần nhất. Hiện giờ ông ấy đang rất bận. Vì thế chúng ta hãy cố gắng thể hiện thật tốt khả năng của mình. Chủ tịch mới ư? Thế thì mình phải cố gắng hơn nữa. Biết đâu mình sẽ được cất nhắc lên vị trí quản lý. Lúc đó lương thưởng của mình còn cao gấp đôi hiện giờ. Ôi, nghĩ đến đã thấy thật hãnh diện rồi. Xin chào quý khách, tiệm cơm number one rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Hôm nay cửa tiệm có món gì mới không em? Hôm nay tiệm em có nhiều món mới và ngon phục vụ quý khách lắm ạ. Anh đi cùng ai ạ? Anh có thêm hai vị đối tác sang trọng nữa. Em cho anh một phòng lạnh VIP nhé. Dạ, có ngay, mời anh đi theo lối này ạ. Ồ, đó là mình vào trước cơ bà. Tự dưng ở đâu ra ông lão ăn mặc nông dân thế kia lạo vào đây thế nhỉ? Tiệm mình xưa nay làm gì có khách nào phèn như thế chứ. Có lẽ ông ấy từ dưới quê mới lên, người thế kia chưa chắc đã có tiền để ăn, chứ nói gì đến tiền boa. Có mấy ông khách kiểu này hãm thật, mất công chào mời. Mình phải tìm cách xua đi cho đỡ mất thời gian, cũng để biết thân biết phận, lần sau đừng lạc vào những chỗ sang chảnh thế này. Cô gái, cho tôi một ly nước đun sôi trước nha. Ông ơi, ở đây không có nước đun sôi, chỉ có rượu và đồ uống thượng hạng thôi. Nếu không gọi món ăn thì ông hãy mau rời đi cho. Gì cơ? Ông không nghe thấy cháu nói sao? Ông nên để ý cửa hàng trước khi bước vào thì hơn. Tiệm cơm chúng cháu là tiệm cơm sang trọng, chỉ dành cho những người giàu có. Thì ra là như vậy. Đúng thế, ông có lẽ không thể trả nổi tiền cho bữa ăn ở đây đâu. Ông cũng giống như ông của cháu, nên cháu tôn trọng nhất trước. Nếu không trả được, ông đừng lãng phí thời gian nữa, hãy mau đi đi. Cô quả là tốt bụng, đã nhắc nhở mấy người già nghèo như tôi. Tôi đúng là phải mang ơn cô thật. Nhà hàng sang trọng thế này thì làm gì có chỗ cho người như tôi chứ. Ông hiểu chuyện nhanh đó ạ. À, mời ông. Này cô gái. Vâng, có gì không ông lão? Phàm việc gì,
cũng nên lưu lại một con đường lui, để ngày sau gặp nhau còn dễ nói chuyện. Ông già này đúng là quê mùa và ngớ ngẩn thật. Đúng là đã nghèo lại hay tỏ ra triết lý dạy đời. Người như ông, tôi không nên tốn thời gian chào mời, tốn sức lại không có tiền. Tiễn ông. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón vị chủ tịch mới. Tất cả hãy sốc lại tinh thần cho tôi, thể hiện thái độ làm việc thật tốt nha. Vâng, thưa quản lý. Chào mừng tân chủ tịch ạ. Mời tân chủ tịch phát biểu vài lời ạ. Trước khi chủ tịch phát biểu, mọi người hãy cho một tràng pháo tay. Sao có thể là ông ta? Phàm việc gì cũng nên lưu lại một con đường lui, để ngày sau gặp nhau còn dễ nói chuyện. Ôi trời, mình đúng là đắc tội thật rồi. Trời cao đất dày mà không biết mình phải làm sao bây giờ. Chào cô gái, cô còn nhớ tôi chứ? Cháu chào chủ tịch. Thưa chủ tịch, đây chính là nhân viên xuất sắc nhất ở cơ sở này đấy ạ. Cô ấy tên là Kim Lan. Thế à? Cháu xin lỗi chủ tịch. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao Kim Lan lại sợ chủ tịch mới như vậy? Không lẽ hai người đã từng gặp nhau? Thưa chủ tịch, cháu non dại, không biết nhìn người. Mong chủ tịch tha thứ cho cháu, để cháu có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình ạ. Quá muộn rồi. Người như cô, tôi không nên giữ lại. Bởi e rằng cô sẽ còn chế nhạo nhiều người khác nữa. Nếu hôm đó tôi tới nhà hàng với một diện mạo khác, thì có lẽ đã không phải nhận những lời chế nhạo vô phép của cô. Mọi người nên nhớ, vẻ bề ngoài chỉ giống như lớp giấy bọc của một món quà. Dù có đẹp và hoa mỹ tới mức nào, cũng không thể thay thế được món quà và tâm ý của người tặng. Vì vậy nhân đây, tôi nhắc nhở tất cả các nhân viên, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Chỉ khi thực sự tiếp xúc làm việc, bạn mới có khả năng và có quyền phán xét người đó như thế nào. Cô đã bị sa thải, thưa cô Kim Lan. Những gì bạn thấy chưa chắc đã là toàn bộ câu chuyện. Hơn nữa, giá trị của một con người không nằm ở vẻ bề ngoài hay những đánh giá chủ quan của chúng ta, mà nằm ở thế giới nội tâm, nằm ở nhân cách, đức hạnh của họ. Con cá không có bong bóng. Cậu vẫn quyết tâm lên thành phố à? Sẽ rất là khó khăn đó. Nhất là với những người không có bằng cấp gì như chúng ta. Họ rất coi khinh, mình biết. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Gia đình mình khó khăn, mình cần phải tìm con đường thoát khỏi cảnh nghèo này. Sang tuần là mình đi. Đi khỏi vùng quê tìm đến chân trời mới chắc sẽ tốt hơn. Nhưng cũng muôn vàn gian nan. Thôi, dù sao cũng chúc cậu may mắn. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Mình đã ở đây mấy tháng rồi, nhưng cũng chẳng tìm được việc gì khá khẩm ngoài việc bốc vác này. Thưa ngài, tôi thấy ngài làm rơi ví. Ồ, cảm ơn cậu. Cậu thật tốt bụng. Cậu tên là gì? Tôi là Ray Hân. Thưa giám đốc, đối tác đang chờ ngài bên trong ạ. Xin lỗi, tôi đang rất vội. Tôi tên là Rose. Đây là cả của tôi. Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng giúp cậu khi có thể. Rất cảm ơn cậu. Chà, ông ta là chủ ngân hàng sao? Giá như mình được học hành tử tế, mình sẽ xin vào làm việc ở đây. Trong túi đã sắp cạn kiệt tiền rồi. Mình sẽ phải làm gì đây? Hay, phải tìm bằng được một công việc tốt mới được. Xin lỗi, ngài là chủ cửa hàng này ạ? Đúng vậy, cậu cần gì? Tôi muốn xin việc, không biết ngài có cần thuê người làm không ạ? Cậu định xin việc gì ở đây? Dạ, tôi thấy ngài dán tấm biển muốn tìm nhân viên thu ngân. Đúng vậy, cậu định xin làm thu ngân hả? Hồ sơ của cậu đâu? Đưa đây tôi xem. Dạ, xin lỗi, ngài cần có hồ sơ ạ? Tất nhiên rồi, bằng cấp đó.
xin việc cậu cần phải nộp bằng cấp để tôi xem trình độ cậu thế nào, có phù hợp hay không. Tôi tưởng chỉ cần phỏng vấn và cho làm thử sẽ biết được năng lực, chứ thật sự tôi không có bằng cấp gì. Cậu chắc chắn từ nông thôn đến đây phải không? Ở đây tôi không nhận bất cứ ai vào làm việc nếu không có bằng cấp. Rất xin lỗi cậu. Cảm ơn ngài, làm phiền ngài rồi. Này cậu, nếu cậu mới từ nông thôn đến thì tôi khuyên thật, cậu hãy nên đi học để có bằng cấp đã. Đi học để có bằng cấp sao? Ở đây cậu sẽ chẳng thể tìm được công việc gì tử tế nếu cậu không có bằng cấp. Mình không đi làm thì lấy đâu ra tiền để học? Hay, không ngờ sống ở thành phố lại khó đến vậy. Rayhan, tôi đã để cho cậu quá hạn thời gian rồi. Giờ cậu có tiền nộp tiền nhà cho tôi chưa? Tôi chưa xin được việc. Vậy tôi nghĩ cậu nên về quê đi. Ở đây không có bằng cấp sẽ chẳng thể xin được việc ở bất cứ đâu. Tôi chỉ có thể cho cậu ở thêm vài ngày nữa thôi. Nên hãy suy nghĩ đi. Giám đốc ngân hàng, tại sao mình không tự viết một lá thư cho ông ấy nhỉ? Coi như là cơ hội cuối cùng vậy. Tôi không biết ngài có trả lời thư tôi không, nhưng tôi vẫn mạo muội viết những dòng này vì hy vọng ngài sẽ hiểu cho tôi. Cuộc sống thật bất công với tôi. Nếu như ngài có thể cho tôi vay ít tiền, trước tiên tôi sẽ vào đại học, còn sau đó thì kiếm một công việc tốt, và nhất định tôi sẽ trả ơn ngài. Mình nghĩ bức thư này giống như một lời tâm sự thì đúng hơn là thỉnh cầu. Chắc chắn ông ấy sẽ không đọc đến nó. Rayhan, anh có thư từ ngân hàng gửi đến. Ồ, thật sao? Rayhan thân mến, tôi đã nhớ ra cậu là ai và quý mến cậu ngay lần đầu gặp. Vì vậy, chính tay tôi viết thư này muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Trong đại dương có rất nhiều loài cá sinh sống. Con cá nào cũng có bong bóng cá, chỉ duy nhất loài cá mập là không có bong bóng. Vì vậy việc di chuyển cũng như duy trì sự sống rất khó khăn. Không có bong bóng thì làm sao mà sống được. Thật tội nghiệp cậu ta. Chết rồi, cá lớn đến, mau chạy thôi. Ôi, suýt chút nữa là toi mạng rồi. May là mình đã rất cố gắng mới bảo toàn được tính mạng. Sống ở đại dương, chỉ cần dừng lại một bước, rất có thể sẽ bị mất mạng. Để sinh tồn, cá mập chỉ còn cách liên tục vận động. Nhiều năm sau, nhờ sự vận động liên tục để sinh tồn, nên cá mập đã có được một thân thể tráng kiện và trở thành loài cá dũng mãnh nhất. Cậu hãy coi thành phố này cũng như một đại dương mênh mông. Người bằng cấp thì nhiều, nhưng người thành công thì rất ít. Cậu hiện giờ chính là một con cá không có bong bóng. Cậu Rayhan, cậu làm sao vậy? Ông chủ, tôi không về quê nữa. Tôi sẽ ở lại đây đi học. Ông làm ơn cho tôi được làm công cho ông. Ồ, tôi không cần nhận lương, chỉ cần có cơm ăn là được. Dù sao, ông cũng đang cần người làm mà. Cậu ta làm công mà không cần lương, chỉ cần cơm ăn sao? Vậy thì tốt quá còn gì. Được, tôi đồng ý. Bức thư đã khiến Rayhan tỉnh ngộ và là động lực cho anh quyết tâm ở lại thành phố lập nghiệp. 10 năm sau, nhờ sự nỗ lực hết mình, Rayhan đã trở thành con cá mập trong ngành dầu mỏ và lấy được con gái của ông chủ ngân hàng năm xưa. Những vỏ lon bia của bố. Chào con gái, thế nào, hôm nay dự lễ tổng kết năm học vui không? Vui lắm bố ạ. À, bố lấy lon bia làm gì mà lắm thế? Lần nào con cũng thấy bố mang vỏ lon bia về. À, để bố chế mấy thứ linh tinh đấy mà. Nào, bố con mình vào nhà thôi, bố có quà cho con đó. Ha, à, thật không bố, thích quá. Quà của con đây. Úi, một con búp bê, con đã mơ về con búp bê từ lâu.
lâu lắm rồi. Biết con của bố ao ước mãi về con búp bê này, nên bố phải mua bằng được cho con đó. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho danh hiệu học sinh giỏi con đạt được. Con cảm ơn bố, con yêu bố nhiều lắm. Đây là món quà đầu tiên mà bố mẹ tặng con luôn, thích quá. Từ nay, bố sẽ cố gắng tặng quà cho con nhiều hơn, cố gắng chăm ngoan học giỏi nha con gái. Vâng ạ, con sẽ cố gắng để con được nhận quà. Nhận quà rồi thì để bố đi rửa chân tay còn ăn cơm. Chắc bố đói lắm rồi đấy. À, con quên mất bố chưa được ăn. Bố ăn cơm ngon miệng quá nhé. Còn bé có vẻ thích món quà đó lắm. Mà anh lấy tiền đâu ra mua quà thế? Tiền lái xe ôm anh đều đưa cho em trang trải cuộc sống rồi mà. Anh làm thêm, em không phải lo. Miễn sao con vui là được rồi em ạ. Biết vậy, nhưng mình cũng phải tiết kiệm anh ạ. Em tính chúng ta cũng phải xây cái nhà cho tử tế, chứ cứ ở mãi căn nhà lụp sụp thế, nghĩ tội các con. Ừ, anh biết rồi. Cứ dần dần sẽ lo được hết em ạ. Trước mắt cứ chăm sóc, động viên các con học hành cho tốt đã. Chà, con gái lại được bố tặng váy đẹp quá. Con sẽ mặc nó vào bữa tiệc chia tay cấp 3. Con mặc chiếc váy đó lên chắc là xinh lắm. Chắc chắn các bạn con sẽ khen hết nấc cho mà xem. Con gái mẹ xinh thế cơ mà. Và xinh hơn nữa khi diện chiếc váy của bố tặng. Năm nào con cũng phải cố gắng để được bố tặng quà đấy. Thôi, con đi học đây mẹ ạ. Ừ, con đi đi kẻo muộn. Vì sướng thật đấy, được bố tặng cho hẳn chiếc đồng hồ xịn. Nghe nói bố Vi là tổng giám đốc cơ mà, nên toàn tặng quà đắt tiền cho Vi thôi. Ừ, vì bố rất yêu tớ mà. Có bố làm tổng giám đốc thích thật. Mà kể ra lớp mình hầu như đều có bố làm to cả nhỉ. Bố tớ đang công tác bên nước ngoài đấy. Bố nói lần này về sẽ tặng tớ một món quà bất ngờ sang xịn mịn. Chà, sướng thế, lại được tặng quà xịn. Tớ cũng muốn có bố làm to như các cậu. Bố cậu không làm to nhưng cũng kiếm nhiều tiền còn gì. Làm chủ cả một cửa hàng lớn, cậu cũng có thiếu gì quà xịn sò của bố đâu. Đúng thế còn gì, bố mẹ cứ kiếm được nhiều tiền là thể nào chúng mình cũng có quà to. Tớ cũng phải về đòi bố mẹ mua cho con xe đạp thật đẹp mới được. Còn tớ, tớ muốn bố mẹ mua cho con điện thoại thông minh. Tú, cậu được bố tặng quà gì nào? Sao chẳng thấy khoe với chúng tớ bao giờ? Tớ kể sau, tớ quên mất quyển vở trong lớp. Bố mình chỉ làm xe ôm, đâu có nhiều tiền như bố của các bạn. Mình mà khoe ra, không khéo các bạn lại cười cho. Tú ơi, Tú. Này đừng nghỉ sớm, tụi mình đi ăn chè đi. Ừ, đi ăn chè đi, tớ khao chiếc đồng hồ mới. Đi cùng chúng tớ cho vui, Tú nhé. Ừ, tất nhiên rồi, mình sao có thể vắng mặt được. Chè hôm nay ngon nhỉ. Cảm ơn Vi nhé, cho chúng tớ ăn một bữa chè no nê. Ơ, có phải bố của Tú không? Trong mặt bác ấy giống bố Tú lắm. Thật á, tớ chưa nhìn thấy bố Tú bao giờ. Chắc Vi nhầm đó. Sao bố Tú lại làm bác thu mua đầu nát được? Có phải không? Ơ kìa, Tú, Tú, Tú ơi, Tú, dậy ăn cơm tối đi con. Con không ăn đâu, con không muốn ăn. Có chuyện gì không con? Sao hôm nay con không chịu ra ăn cơm tối? Con đã bảo là con không muốn ăn mà. Nhưng mẹ muốn biết lý do. Con bị đau ở đâu hay khó chịu trong người? Nói cho mẹ biết. Không ạ. Thế thì vì sao? Hay con bị điểm kém môn gì ư? Không ạ. Hay trên lớp có chuyện gì khúc mắc với bạn bè? Con kể cho mẹ nghe, có khi con sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Mẹ thực sự muốn giúp con. Không,
Không phải tại các bạn, không phải con bị điểm kém, cũng không phải con bị đau gì trong người cả. Thế thì vì lý do gì? Con hãy bình tĩnh, mẹ vẫn lắng nghe con mà. Tại bố, tại bố. Bố. Bình tĩnh đi con. Nói cho mẹ nghe, tại sao lại tại bố? Bố. Bố. Ơ, có phải bố của Tú không? Trong mặt bác ấy giống bố Tú lắm. Thật á? Tôi chưa nhìn thấy bố Tú bao giờ. Chắc vì nhầm đó. Sao bố Tú lại làm bác thu mua đồng nát được? Vì thế mà con xấu hổ về bố. Bố các bạn không ai như thế cả. Còn bố của con thì... Con còn nhớ không? Món quà đầu tiên bố tặng con. Dạ, con nhớ. Quà của con đây. Úi, một con búp bê. Con đã mơ về con búp bê từ lâu lắm rồi. Biết con của bố ao ước mãi về con búp bê này, nên bố phải mua bằng được cho con đó. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho danh hiệu học sinh giỏi con đạt được. Đó là con búp bê con yêu thích nhất. Bố biết điều đó, vì lần nào đưa con đi chơi, cứ thấy con nhìn ngắm những con búp bê trong cửa hàng mãi không thôi. Phải là người bố tinh tế và tâm lý lắm mới phát hiện ra điều đó. Và con có biết bố đã dùng cách nào để mua được món quà đó cho con không? Con không ạ. Con biết đấy, gia đình mình vốn rất khó khăn. Bố làm nghề xe ôm, quanh năm đội nắng đội mưa tìm khách để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, ngoài cái nghề thu mua đồng nát của mẹ. Tuy chạy xe ôm, nhưng ở đâu thấy những lon bia hay lon nước ngọt nằm lăn lóc là bố dừng xe nhặt, mặc cho khách ngồi sau xe tỏ ra khó chịu hay thông cảm thế nào. Bố mẹ chắc chiều mãi vẫn không xây nổi căn nhà đàng hoàng để che mưa che nắng, nên các con phải ở mãi trong căn lều che tạm ở xóm ngụ cư. Có được căn nhà như hôm nay là cả một sự cố gắng không ngừng để kiếm từng đồng thu nhập nhỏ nhoi, thầm lặng và lao lực của bố mẹ, đặc biệt là bố. Cuộc sống thiếu thốn là thế, nhưng gia đình chúng ta luôn rộn rã tiếng cười đùa vì sự chu đáo hết sức của bố. Từ món quà đầu tiên là con búp bê mua tặng con, thấy con vui hạnh phúc nên từ đó bố luôn muốn mua quà cho con. Lúc thì mua cái áo nhân lúc sinh nhật, vòng đeo tay, sách vở, tất cả đều là tiền bố ki cóp từ đó mà ra. Vì tiền chạy xe ôm, bố đều đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống. Duy chỉ thu nhập ít ỏi từ những lon bia là bố giữ lại đợi đến lúc cần thiết sẽ mua quà bánh cho con. Tất cả những thứ con có đều là từ vỏ lon bia đấy con ạ. Tại sao con lại xấu hổ vì sự yêu thương của bố dành cho con cơ chứ? Bố ơi, con thương bố nhiều. Con có lỗi với bố. Con hiểu được như thế là bố mẹ vui rồi, con gái yêu. Thư gửi cha. Alex, cố lên. Đúng rồi, xúc đi. Mẹ, mẹ đến rồi sao? Mẹ đã nói con không được hoạt động mạnh cơ mà. Sao con còn đến sân bóng? Con không chơi, con chỉ cổ vũ các bạn thôi ạ. Mẹ ơi, con cũng muốn có một bộ đồ và giày thể thao như các bạn. Mẹ mua cho con nhé. Con quên lời bác sĩ nói rồi sao? Tim của con không tốt, con không thể chơi bóng. Con chỉ muốn có một bộ đồ giống như các bạn thôi cũng không được sao hả mẹ? Tom, có chuyện này mẹ chưa nói với con. Sắp tới con sẽ được phẫu thuật tim. Con phải phẫu thuật sao ạ? Có đau không mẹ? Con đừng lo, sẽ không đau đâu. Phẫu thuật xong rồi con sẽ khỏe mạnh giống như các bạn vậy. Con có thể vui chơi thỏa thích nếu muốn. Chỉ có điều chi phí cho ca mổ khá lớn nên mẹ cần phải tiết kiệm đủ tiền. Thế nên hiện tại mẹ con ta cần thắt chặt chi tiêu. Mẹ chưa thể mua đồ cho con được.
Thôi nào, đừng buồn bã thế con trai. Chỉ là tạm thời mẹ chưa thể mua đồ cho con thôi mà. Đợi con phẫu thuật khỏe lại, rồi con có thể chơi bóng. Tới lúc đó mẹ sẽ mua nhiều đồ chơi cho con, chịu không? Vâng ạ. Chúng ta về nhà thôi, mẹ sẽ nấu món ngon cho con. Suốt ngày chỉ được chơi mấy món đồ chơi này, chán quá đi mất. Nhanh hơn nữa đây, xúc đi Peter. Ước gì mình cũng được chơi bóng như các bạn ấy thì thích biết bao. Tại sao mình lại yếu đuối như vậy? Mẹ ơi, mẹ mua cho con một bộ đồ thể thao nhé. Con vừa thấy các bạn chơi bóng ở sân thể thao trước nhà mình, trông vui ơi là vui. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chúng ta cần tiết kiệm tiền làm viện phí cho con. Giờ hoang phí mua mấy đồ thừa thải đó thì làm sao đủ tiền cho con làm phẫu thuật được. Con mau đi tắm rồi còn ăn cơm, và đừng bao giờ nhắc với mẹ về chuyện này thêm một lần nữa. Ba ơi, đã lâu lắm rồi con không được nhìn thấy ba. Nếu không có những bức hình thì con sợ là con đã quên mất hình dáng của ba như thế nào rồi. Ba ở thiên đường có khỏe không? Khi nào ba sẽ về thăm con? Nếu mà có ba ở đây thì ba chắc chắn sẽ cùng chơi đùa và còn mua cho con nhiều đồ chơi nữa. Chúng ta có thể cùng chơi bóng, chắc chắn sẽ vui lắm ba nhỉ? Phải rồi, mình có thể viết thư cho ba mà. Mẹ từng nói nếu nhớ ba, mình có thể viết thư rồi gửi bằng bóng bay cho ba. Đúng rồi, thế mà mình không nghĩ ra. Mình sẽ viết thêm về những món quà mà mình thích, giày, bóng và cả quần áo thể thao nữa. Chắc chắn ba sẽ nhận được thư của mình. Ba hãy sớm hồi âm cho con nhé. Con chào thư của ba đó. Tom, vào ăn cơm thôi con. Vâng ạ. Sao mấy hôm nay con cứ đứng trước nhà rồi nhìn ra cổng như đang chờ đợi gì thế? Dạ không ạ. Để con ra mở cổng. Chào cháu, chú đến để đưa qua đường tiền điện tháng này. Bố mẹ cháu có ở nhà không? Chào anh. Chào chị, đây là hóa đơn điện tháng này của chị. Vâng, cảm ơn anh ạ. À, Tom, mấy hôm nay mẹ thấy con rất lạ. Khi nãy nghe tiếng chuông, con đã rất hào hứng cơ mà. Sao giờ lại buồn thiêu thế? Dạ, không có gì ạ. À, có chuyện gì kể cho mẹ nghe đi. Thật ra, con đã gửi thư cho ba. Con đang chờ ba hồi âm lại. Con nói sao? Viết thư cho ba ư? Mẹ từng nói nếu con nhớ ba thì có thể viết thư, buộc vào bóng bay thả lên trời là ba ở thiên đường sẽ nhận được mà. Con đã gửi mấy hôm rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy ba hồi âm. Tom, mẹ xin lỗi, ba sẽ không thể hồi âm cho con được. Sao lại vậy hả? Ba con đã... Chào anh tìm ai? Chào chị, cho hỏi đây có phải là nhà của cháu Tom không ạ? Anh tìm con trai tôi ư? Tôi được nhờ chuyển một hộp quà đến cho cậu bé. Tôi có thể gặp Tom được chứ? Mời anh vào nhà, thằng bé đang ở trong. Chú là ai ạ? Chào Tom, chú là David. Chú là bạn của ba cháu. Ba cháu nhờ chú mang quà đến cho cháu. Thật sao ạ? Ba cháu gửi quà cho cháu sao? Đúng vậy, ba cháu đã nhận được thư của cháu, nhưng vì ba cháu bận chưa thể trở về được nên đã nhờ chú mang quà đến đây. Oh yeah, quần áo, giày và cả bóng nữa. Đúng là những món quà mà cháu mong muốn đây rồi. Cháu thấy vui chứ? Vâng, cháu thích lắm ạ. À, ba cháu còn bận nhiều việc nên chưa thể về thăm cháu được. Cháu không trách ba chứ? Dạ không đâu ạ. À, cháu biết ba cháu bận mà. Cháu không ngờ ba cháu lại nhận được thư và gửi quà cho cháu. Mẹ thấy chưa, ba gửi quà cho con nè. Vậy mà mẹ nói ba sẽ không hồi âm thư của con. Ừ, mẹ chỉ định nói đùa con thôi. Dù không ở bên cạnh nhưng ba cháu vẫn luôn yêu thương cháu. Ba cháu nhờ chú nhắn với cháu là cháu nhất định phải kiên cường vượt qua cuộc phẫu thuật sắp tới.
Cháu hứa chứ? Cháu hứa ạ. Anh David, tôi muốn hỏi anh chuyện này là sao? Xin lỗi chị, tôi đã đường đột đến đây. Những lời tôi vừa nói chắc hẳn đã làm chị bối rối. Nhưng mong chị hiểu, tôi hoàn toàn có ý tốt. Tôi biết điều đó, nhưng tại sao anh lại biết Tom và cả chồng tôi? Không giấu gì chị, cách đây vài ngày tôi đã vô tình thấy được một lá thư đặc biệt. Quả bóng bay này lại được buộc cùng với một lá thư sao? Bây giờ mà vẫn có người thả thư theo bóng bay cơ à? Để xem ai mà mơ mộng như vậy nào. Ba ơi, đã lâu lắm rồi con chưa được gặp ba. Ba ở thiên đường có khỏe không? Chắc là ba bận lắm. Dạo này mẹ cũng bận rộn, chẳng có thời gian ở bên con ba ạ. Mẹ nói tháng sau con sẽ được phẫu thuật, sau này tim của con sẽ được khỏe mạnh, con có thể chơi bóng như các bạn khác. Con thật sự rất muốn có được một đôi giày và một quả bóng. À, con còn muốn có một bộ quần áo để đi đá bóng nữa. Nhưng mà mẹ không có tiền, mẹ phải tiết kiệm để lo viện phí khi con phẫu thuật. Nếu có ba ở đây thì thật tốt. Chờ con khỏi bệnh rồi, ba hãy về chơi với con nhé. Nếu nhận được thư này, ba hãy hồi âm cho con nha. Con trai nhớ và yêu ba nhiều lắm. Con của ba, Tom. Đứa trẻ thật là đáng thương. Còn nhỏ như vậy mà ba đã qua đời. Bản thân cậu bé còn mắc bệnh tim. Cậu bé chắc chắn là rất mong chờ hồi âm của ba. Mình phải làm điều gì đó mới được. Tôi đã theo địa chỉ ghi trên lá thư tìm đến đây. Tôi muốn tặng Tom món quà mà cậu bé ao ước. Tôi nói rằng mình là bạn của ba cậu bé, cũng là để Tom thấy vui vẻ hơn. Hy vọng chị đừng trách tôi. Sao tôi lại trách anh được chứ? Con trai tôi đã rất vui vẻ khi nhận được quà của anh. Anh mang đến cho thằng bé không chỉ là một món quà, mà còn là hy vọng và tình yêu nữa. Thằng bé sẽ biết rằng ba vẫn luôn dõi theo mình. Chắc chắn là như vậy rồi. Chồng của chị sẽ luôn ở bên hai mẹ con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.